bị tăng đường huyết có nên ăn chuối không? Chuối có chỉ số đường huyết trung bình khoảng 51, thuộc mức thấp đến trung bình, nghĩa là khi tiêu thụ, chuối không làm tăng đường huyết quá nhanh. Chuối chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là loại chất xơ có tên gọi là pectin và tinh bột kháng. Hai loại chất xơ này được cho là giúp điều hòa quá trình carbon hydrate và làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu. Ngoài ra, chuối chứa nhiều kali, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Kali giúp thải bớt natri qua đường nước tiểu, giúp làm giảm áp lực lên thành mạch máu, góp phần vào việc kiểm soát huyết áp tốt hơn, một yếu tố hỗ trợ tích cực trong việc phòng ngừa các biến chứng tim mạch ở người tiểu đường. Cần lưu ý rằng, chuối chín có hàm lượng đường cao hơn chuối còn xanh. Do đó, người mắc bệnh tiểu đường hoặc muốn kiểm soát đường huyết nên lựa chọn chuối chưa chín hoàn toàn.